Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. À, trước mặt các bác đây là ba cái mẫu biến tần à, của thương hiệu Techfy. Một trong những cái dòng thương hiệu rất là nổi tiếng mà anh em rất là quen thuộc. À, ở đây có ba cái mẫu biến tần. À, sử dụng con này cho hệ 12V này. Con này sử dụng cho hệ 24V. Và con này sử dụng cho hệ 48V. Đấy thì trong video này em sẽ giới thiệu ba cái mẫu biến tần này bác nào thấy phù hợp với cả cái mục đích sử dụng của mình thì các bác sẽ à, lựa chọn cho mình một chiếc biên tần Đấy, và giá của nó cũng rất là tốt anh em nhé à, thì trong video thì em cũng sẽ báo giá luôn để anh em à, tiện theo dõi và anh em à, lấy hàng Đấy, cũng không cần phải giấu à, à, diếm gì cả bởi vì biên tần này nó à, là một trong những cái dòng biên tần à, sử dụng rất là hiệu quả và đặc biệt là trong những cái thời gian em bán hàng thì với những cái dòng biến tần chỉ có để uh, uh, mối uh, con thạch trùng nó chui vào đấy hoặc là anh em <laughs> để cháy chập thì nó mới hỏng còn bình thường thì uh, rất là bền đấy, bán với số lượng rất là nhiều nhưng mà uh, không phải xử lý về cái vấn đề bảo hành thì uh, trước tiên à, em sẽ giới thiệu với các bác à, cái à, loại à, 12v trước nhé phụ kiện của nó đi kèm thì nó chỉ có cái à, hai cái đầu cốt để bắt vào bình ắc quy này. Một, cái, à, trì. Đấy, một cái cầu chì một cái cầu chì thương hiệu Techfi con này là chạy hệ 12v đấy, con này bán ra cũng khá là nhiều đấy, sử dụng phím cơ màn hình hiển thị LG đấy thì các bác có thể uh, xem về cái uh, hình thức xung quanh Và sau đó thì em sẽ uh, quay cho các bác xem về cái thông số kỹ thuật Về đấu nối con này thì rất đơn giản thôi Anh em sử dụng uh, uh, hệ lưu trữ 12V Đấu vào đây Đấy Hệ lưu trữ 12V các bác đấu vào đây uh, Dấu cộng là cực dương, dấu trừ là cực âm Đấy, DC 12V này. Đấy, còn PV đây PV thì nó ký hiệu tấm pin mặt trời thì rất dễ rồi cứ dấu cộng là cực dương dấu trừ là cực âm Đấy. về phần đấu điện lưới thì các bác nhìn có chữ AC input nhé. chữ L là cực dương chữ N là cực âm Đấy. còn cổng AC out thì các bác đấu âm dương không quan trọng nhưng lưu ý với tất cả anh em các bác không được để điện lưới nó xông vào cái cổng này cổng AC output này. Đấy không được để điện lưới xong vào đây là được. Đấy bây giờ các bác cùng xem về cái thông số kỹ thuật. Đấy con này chạy uh, hệ lưu trữ 12V, công suất thực là 1200W, cái mã model của nó là VS1512AM. Uh, Đấy. Đấy. nó ghi là 1500VA, công suất thực 1200W. Con này thì giải điện áp vào của tấm pin mặt trời là từ 15V đến 50 VDC. từ 15 đến 50 VDC. Hỗ trợ pin mặt trời là 8 800 W. Trên thực tế thì những bác mà đang sử dụng những cái tấm pin mặt trời có công suất là 450 W là các bác uh, 2 tấm đấu song song thì chạy rất là ok. Vượt quá công suất cho phép nhưng Uh, vẫn là chạy được thoải mái. đấy. còn bình thường các bác có một tấm thì các bác sẽ đấu thẳng luôn. còn hai tấm các bác sẽ đấu song song. đấy, đấy là như vậy nhá. con này nó có cái uh, công suất sạc là 60A. Đấy, con này công suất sạc 60A. đây công suất sạc này. đấy là 60A. con này cho ra sóng sinh chuẩn tinh khiết. đấy. đấy là với cái dòng uh, 12V. Thì con này bên em đang bán là 3 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc nhé 3 triệu. Tiếp theo sang cái dòng à, có công suất là 3 kW này các bác nhìn về hai cái hình thức của cái con 3 kW và 5 kW là như nhau. Không có gì khác. Và sử dụng màn à, và sử dụng các phím này là phím cảm ứng nhé Màn hình hiển thị LG. Và khi các bác sử dụng thì cái đèn xung quanh này nó sẽ sáng Đấy, nó sẽ sáng. Đấy, bây giờ các bác cùng xem về cái uh, uh, kết nối của nó phụ kiện đi kèm đây, tờ sách hướng dẫn sử dụng, này. cầu chì này, Đấy. ốc để cho các bác uh, bắt lên trên trên uh, vào tường này, Đấy. một cái dây cáp này, một cái dây cáp. Con này uh, bên em uh, không nhập wifi nhé, à, không nhập wifi. Nếu mà nhập wifi thì giá của nó sẽ cao hơn đấy mà các bác cũng chả cần phải sử dụng wifi đâu với cái dòng này thì các bác cứ theo dõi các thông số ở trên màn hình đây là ok chạy rất là ổn định à, bán nhiều cái dòng này thì em biết đâu. chạy ổn định mà rất là khỏe đấy và đặc biệt là cái mạch của nó thì khỏi phải suy nghĩ luôn mạch của nó làm chất lượng lắm đây các bác uh, xem về cái phần kết nối ác uh, quy nó ký hiệu là DC input, cực dương là dấu cộng, âm là dấu trừ. Còn phần PV đây, Đấy. phần PV. Còn đây các bác nhìn, nó ký hiệu là AC input là cổng trên nhé. Các bác sẽ đấu điện lưới vào đây. Còn cổng AC output là cổng dưới. Đấy. <laughs> Con này thì nó hỗ trợ cho các bác uh, có cả giao tiếp luôn. Đấy, BMS giao tiếp. Bây giờ các bác cùng xem về cái thông số kỹ thuật. Đây. Con này uh, mã model của nó là BC3024 jmhs Con này nó có công suất thực là 3000W. Đấy. 3000W chạy hệ lưu trữ là 24V. Cho ra sóng xin chuẩn tinh khiết tần số 50 trên 60 Hz. Con này nó hỗ trợ sạc của phần AC là 60A. Đấy. Đó. Đối với cả phần sạc của uh, thằng PV năng lượng mặt trời đấy, lên tới 100A hỗ trợ pin mặt trời lên tới 4.000 w Đấy, như vậy là các bác mà có những cái, cái tấm pin ví dụ như 450 các bác sử dụng 9 tấm dùng rất là đẹp Đấy, 9 tấm pin mặt trời mắc nối tiếp à, đặc điểm của con này là chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời không cần bình ắc quy lưu trữ Đấy, nó đều chạy ok hết à, và con này nó cũng chạy đa chức năng đấy. Đấy, mỗi tội là City của nó là City trong thế thôi còn uh, chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời không cần quy lưu trữ nó vẫn chạy chỉ cần pin mặt trời đấu vào con này là ra điện 220V chạy luôn luôn Đấy. giải điện áp vào từ 120 đến 500 vdc lại con này nó chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời hiệu quả trong cái giải điện áp từ 300 đến 400 Vdc À, điện áp hở mạch tối đa là 500 VDC. Đấy. Thì với cái mẫu biến tần này thì những bác mà đã mua trước rồi thì các bác biết rồi. Hàng nó rất là đẳng cấp luôn. Chất lượng và bán rất là chạy với cái dòng này. Giá nó rất rẻ. Đấy. như con này ngày xưa nhá. Như con 3 kg này ngày xưa thì nó rơi vào 9 triệu một cái. Đấy, nhưng mà giá hiện tại bây giờ là nó rơi vào à, 7 triệu bao phí vận chuyển các bạn chỉ có 7 triệu bao phí vận chuyển à, dùng cái hàng này thì các bác um, yên tâm về cái chất lượng mạch con này làm cực chất luôn đấy. tiếp theo là sang cái uh, mẫu biến tần có công suất là 5 kW Đấy, về hình thức thì không khác gì con 3 ký nhá. Đấy, con này thì nó tăng cái công suất của cái đầu ra và tăng cái công suất của tấm pin mặt trời. Thì thành ra là sử dụng được cái hệ lưu trữ nó lớn và hỗ trợ pin mặt trời nó lớn. Đây các bác nhìn model. à BC 5048 Gmhs Đấy. À, công suất thực là 5000 W. Công suất thực 5000W. À, cho ra sóng xin chuẩn tinh khiết tần số 50 trên 60Hz. Hỗ trợ sạc AC là 60A. Đấy, cái sạc AC này thì thực ra các bác dùng năng lượng mặt trời thì chả ai sạc điện lưới cả. Nên là cái phần này không quan trọng. Đấy, không quan trọng. À, về phần năng lượng mặt trời thì con này nó hỗ trợ pin mặt trời. Lên tới 5.500W pin. 5.500W pin. Đấy, ví dụ như các bác đang có à, 7 tấm pin mặt trời. À, 14 tấm pin mặt trời. 450W. Đấy. Thì các bác sẽ đấu 7 tấm nối tiếp. Đấy, sau đó các bác lại đấu 7 tấm nối tiếp. Sau đó các bác đấu song song đi xuống. Đấy. Chạy rất là tuyệt vời. Con này nó hỗ trợ công suất sạc của năng lượng mặt trời lên tới 100A, cũng như con 3kW kia. Thường thì anh em sẽ sạc phù hợp với cả hệ lưu trữ, còn sạc 100A này thì không ai dùng hết được. Đấy, trừ khi các bác sạc lượng uh, bình đã quy quá lớn, thì các bác mới dùng hết 100A. Đấy, giải điện áp vào cũng như là chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời. Không có gì khác so với cả con 3kW. Ừ. con này chạy hệ lưu trữ là uh, 48V nhé, chạy hệ lưu trữ 48V thì uh, 48V này nó là cái điện áp danh định thì các bác có thể chạy từ 40 đến 60V, Đấy. như vậy là nếu mà các bác có lithium hoặc là bình đa quy thì nó đều hỗ trợ hết, Đấy. chạy rất là thoải mái luôn. Đấy. con này điện áp hở mạch của tấm pin mặt trời cũng không quá 500 VDC à, chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời hiệu quả trong giải điện áp từ 300 đến 400 VDC Đấy. Đây, các bác nhìn cái thương hiệu tách 3 ký và 5 ký màn hình cảm ứng khi các bác kết nối thì các bác sẽ mở cho em cái nắp này ra nhé mở cái nắp này ra để kết nối ba cái mẫu biến tần này đều được bảo hành là 12 tháng Đấy, nó bằng một năm bảo hành một năm <laughs> à, bác nào mà chơi cả một combo năng lượng mặt trời thì các bác có thể liên hệ với em zalo đã để trên màn hình pin mặt trời thì bên em rất là sẵn Đấy, ví dụ như đang có tấm pin à, uh, himo x 6 à, uh, pin uh, long di hai mặt kính 585W à, uh, pin à, uh, atron 580 585 hoặc là uh, pin tràn viền 580, Đấy, rất nhiều các loại pin khác nhau. Đấy, ngày trước, uh, trước đây khoảng độ cách đây độ uh, một tuần có pin uh, AE nhưng mà cũng bán hết sạch rồi. Đấy, các bác cần tư vấn gì? Đấy, hoặc là các bác cần mua tấm pin mặt trời uh, 450W v -sun. Đấy, thì bên em cũng có rất là đầy đủ. Các bác uh, chỉ việc đặt hàng Và em sẽ lên đơn cho các bác nhé Đấy, Đây là những cái dòng uh, Biến tần uh, Sử dụng cái Tiêu chuẩn là IP21 Các bác nào mà Cần tư vấn gì về cái hệ uh, Lớn hơn Ví dụ như hệ uh, 6.2 Đạt IP65 Thì các bác uh, liên hệ với em Giá rất là tốt Các bác đừng lo về giá À xin lỗi, chưa báo giá con này. Chưa báo giá con này. À, giá của con uh, 5 kW này là 8 triệu 2 bao phí vận chuyển nhé. Đấy, trước uh, cái giá của nó là 10 triệu 500. Cái đầu tiên mà ra đấy, à, uh, nó rơi vào 10 triệu 500. Bây giờ chỉ còn 8 triệu 2. Đấy, như vậy các bác có thể thấy cái giá của nó đã rất là tốt rồi. Các bác uh, tranh thủ các bác mua. Đấy, bây giờ dùng năng lượng mặt trời rất là rẻ đầu tư cho gia đình thì rất là hợp lý Đấy. À, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một video sau nhé